Phong độ của Scotland gần đây rất tốt khi họ có chuỗi những trận thắng liên tiếp ở vòng loại Euro 2024, còn Anh đã hòa Ukraine ở trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, Scotland lại chưa từng thắng Anh trong thế kỷ 21, lần gần nhất Scotland thắng đội bóng anh em là năm 1999. Thực tế trận đấu diễn ra tại Hampden Park, Glasgow, Scotland có thế trận nghiêng về Anh. Đội bóng của ông Southgate cầm bóng vượt trội so với đội chủ nhà, 62% thời gian, 38% thời gian. Dù Anh chỉ tung ra 10 lần dứt điểm nhưng có tới 5 lần bóng đi trúng đích, mang về 3 bàn thắng. Scotland đã chơi không hiệu quả ở trận này, họ có 7 lần dứt điểm, không một lần bóng đi trúng cầu môn. Sau tiếng còi khai cuộc trận đấu diễn ra sôi nổi, phút 25, các cầu thủ Anh có pha tấn công mạnh mẽ, Walker thực hiện cú sút đưa bóng đập trúng chân của Foden văng vào lưới. Bàn thắng được tính cho Foden nhưng công đầu thuộc về Walker. Tiếp tục thế trận nhỉnh hơn đội chủ nhà, Tam Sư có bàn thắng thứ hai ở phút 35. Hậu vệ Scotland khi cản bóng không quyết đoán ở gần cầu môn đã tạo cơ hội để Bellingham dứt điểm từ cự ly chừng 8m. Ở vị trí thoải mái, Bellingham dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Bước vào hiệp 2, Scotland cố gắng tấn công song họ nhanh chóng bị Anh đẩy lùi. Phút 67, từ cú căng ngang của đối phương, Maguire thực hiện pha cản phá thiếu an toàn khiến bóng văng vào lưới nhà, giúp Scotland rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Một bàn thua cho thấy sự vô duyên của Maguire. Khác với trận hòa Ukraine 1-1 cách đây 3 ngày, Maguire không đá chính. Anh vào sân thay Mark Gahey ở đầu hiệp 2. Trung vệ 30 tuổi chơi khá tốt dù gần đây không được ra sân tại câu lạc bộ. Dù vậy, mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của Maguire tại tuyển Anh. Trước đây, ông Gareth Southgate từng tuyên bố Maguire cần được thi đấu thường xuyên hơn nếu muốn tranh suất đá chính ở đội tuyển. Sau bàn thua, các cầu thủ Anh đã làm chủ trận đấu, họ liên tục dồn ép đội chủ nhà. Phút 81, Bellingham chọc khe tinh tế tạo cơ hội cho Kane dứt điểm trong vòng cấm địa. Đội trưởng của Tam Sư mang về bàn thắng thứ 3, cũng là bàn ấn định chiến thắng 3-1. Hansi Flick bị sa thải khiến tuyển Đức không có huấn luyện viên trưởng. Do vậy, giám đốc đội tuyển Rudi Völler đã cầm quân ở trận giao hữu với Pháp tại Signal Iduna Park, Dortmund, Đức. So sánh các chỉ số thống kê, Đức chơi kém hơn một chút so với Pháp, hai đội kiểm soát bóng cùng 50% thời gian, tuy nhiên đội chủ nhà dứt điểm ít hơn. Đức tung ra 5 pha dứt điểm, Pháp có 12 lần dứt điểm, dẫu vậy số bàn thắng của chủ nhà lại cao gấp đôi đội khách. Ngay phút thứ 4, Müller đã giúp Đức có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tiền đạo kỳ cựu người Đức nhận bóng ở cự ly chừng 6m, Anh bắt vô lê quyết đoán đưa trái bóng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Maynon. Trận đấu diễn ra giằng co và không có thêm bàn thắng trong hiệp 1. Trong hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn và các thủ thành của hai bên là Ter Stegen và Maynon phải làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, mãi tới phút 86, trận đấu mới có bàn thắng thứ hai. Sen dứt điểm chéo góc từ bên phải hạ gục Maynon nâng tỷ số lên 2-0. Phút 89, Camavinga bị đốn ngã trong vòng cấm địa và trọng tài cho Đức hưởng phạt đền. Griezmann đã thực hiện thành công quả 11m mang về bàn thắng danh dự cho Pháp. Đức bảo vệ được tỷ số 2-1 và có được chiến thắng.